Giới thiệu đến các bạn là một cái mẫu hộp số vuông góc này. Hộp số này thì trục rất là to, nó trục này trục 24 này. Có các kích thước cơ bản là cái này là 7 cm này. Cái này là 7 cm này. Trục thì trục 24. Rãnh then là 8 mm. Đấy. Tổng chiều dài từ bên này qua bên này là 28. Các kích thước thì em sẽ để hình ảnh ở bên trong video. Đấy. Ở trên đầu trục này thì có lỗ ren là 8 mm. Đối với cái trục thẳng này thì dẫn hướng thẳng này. Thằng này nó sẽ quay cùng chiều tốc độ với này cái trục thẳng hai bên này cùng một tốc độ. Còn cái trục vuông này thì nó sẽ cùng hướng với một bên và ngược hướng với bên còn lại. Cái này thì có thể các bạn dùng có thể lật mặt đảo chiều hộp số, cái này là sẽ tùy theo mục đích. Có thể vào nhiều ứng dụng như các cái loại máy xới đất nhỏ. Đấy, hoặc là những cái chuyển động khác dẫn động từ đây vào. Đấy, cái loại này thì rất là nhỏ gọn nhưng truyền tải thì dưới 1 tấn có thể chịu được. Đấy. Trọng lượng rất là nhẹ thôi. Con này trọng lượng có 4 kg thôi các bạn nhé. Đấy. Hàng rất là đẹp, sắc nét chuẩn. Đây. Có cả lúm này, rốn này. Mọi chi tiết đặt hàng các bạn có thể liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.